Xin kính chào các quý khán giả của Bí Quyết Thành Công. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết Canh Tí 2020 đã đến. Nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng bắt đầu tăng cao, vì vậy đây là dịp rất thích hợp để bạn có thể kinh doanh vào dịp cuối năm. Nếu bạn muốn có thêm thu nhập mua sắm Tết, hay là bạn đang muốn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, thì hãy tận dụng sức tiêu dùng trong dịp Tết ngay từ bây giờ. Việc kinh doanh thời vụ tranh thủ dịp Tết thường được diễn ra trước đó khoảng một tháng và tập trung chủ yếu vào những mặt hàng có nhu cầu lớn. Vậy thì Tết 2020 bán gì là chạy nhất? Gần Tết thì nên kinh doanh gì đây nhỉ? Và làm sao để có được các mặt hàng bán Tết chạy nhất? Và đâu là những ý tưởng kinh doanh dịp Tết vun ít lời nhiều? Sau đây thì Bí Quyết Thành Công sẽ gợi ý với quý vị và các bạn 10 ý tưởng kinh doanh Tết 2020. Bí Quyết Thành Công hy vọng rằng sau khi các bạn đã nghiên cứu hết video này thì sẽ có thể lựa chọn cho mình một mặt hàng phù hợp và kiếm được khá tiền vào dịp lễ này. Vậy thì 10 ý tưởng kinh doanh vào dịp Tết hái ra tiền mà các bạn không nên bỏ qua đó là gì? Không chần chừ gì nữa, chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video dưới đây. Bí Quyết Thành Công là nơi mà các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí Quyết Thành Công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh và sớm nhất. Có thể nói là mỗi dịp Tết đến xuân về thì không thể thiếu được những phong bao lì xì Tết mang đến tài lộc và may mắn đầu năm. Và đây cũng chính là ý tưởng kinh doanh đầu tiên, phong bao lì xì Tết. Bao lì xì Tết không chỉ là văn hóa truyền thống mà còn là cách gửi gắm niềm hy vọng một năm mới đủ đầy, một lời chúc năm mới Canh Tí 2020 nhiều lộc tài của người Việt. Vì thế nhu cầu về phong bao lì xì rất cao trong dịp giáp Tết. Đặc biệt là các loại bao lì xì đẹp mắt, độc, lạ, thể hiện cá tính của cả người tặng và người nhận là một trong những ý tưởng kinh doanh Tết mà bạn có thể lựa chọn. Tết Canh Tí 2020 thì phong bao lì xì in hình chú chuột vàng chắc chắn là loại được tìm mua nhiều nhất. Các bạn hãy nhập những loại bao lì xì đáp ứng được tiêu chí độc, lạ, có những câu nói hay, in hình hài hước và mang nhiều thông điệp thú vị. Các loại bao lì xì tự thiết kế trẻ trung, mang ý tưởng sáng tạo cũng là một mặt hàng rất hút khách vào năm nay. Các bạn hãy chuẩn bị các loại mẫu mã lì xì trước khoảng từ 1 đến 2 tháng, không nên để sát Tết mới tìm kiếm và thu nhập sẽ rất cập dập. Về nguồn hàng thì các bạn có thể đặt hàng trên các website Trung Quốc, các mối chuyên bán buôn phong bao lì xì trong nước hoặc là đặt mua trên các website bán hàng trực tuyến. Kinh doanh bao lì xì tuy đầu tư vốn ít thế nhưng lại thu lợi nhuận cao tùy thuộc vào khả năng tài chính mà bạn có thể nhập nhiều hoặc chia thành nhiều đợt có thể xoay vốn hiệu quả. Đến với ý tưởng thứ hai, đó là tiền lì xì Tết. Tiền thưởng lì xì Tết 2020 những ngày cuối năm đang diễn ra sôi động. Những tờ tiền độc lạ, cầu mua may bán đất, cầu thuận buồm xuôi gió, dùng để lì xì cho dịp Tết đã bắt đầu được người dân săn lùng. Những sản phẩm màu sắc sặc rỡ, phong phú, nhiều chủng loại và có mức giá phù hợp hơn cho nhiều phân khúc. Người dùng vẫn được ưa chuộng hơn cả. Bạn có thể thu mua các tờ tiền đô, euro đẹp với giá lãi từ 5-10%. Với ý nghĩa mang đến may mắn, đồng 2 đô in hình chú chuột mạ vàng chắc chắn sẽ hot nhất năm nay. Tác dụng canh giữ tài lộc, thể hiện sự giàu sang, quyền uy và phú quý, mang lại nhiều may mắn cho người tặng và được tặng. Ngoài những đồng lì xì thì những đồng xu mạ bạc, mạ vàng may mắn thì những đồng tiền độc lạ như tiền xu, tiền đô la Úc, tiền 2 đô hình con chuột cũng rất dễ để hút khách. Nếu bạn chưa biết nên kinh doanh gì vào dịp Tết thì đồ trang trí Tết là một ý tưởng rất hay. Và dịp Tết thì hầu như gia đình nào cũng có nhu cầu sắm sửa tìm mua sẵn những món đồ trang hoàng nhà cửa, trang trí đào quất thêm lung linh và ngôi nhà thêm sắc màu. Và ý tưởng kinh doanh số 3 đó chính là đồ trang trí Tết. Một trong các món đồ trang trí hay được các gia đình bày biện sử dụng hiện nay là cây tiền bàn thờ. Bên cạnh đó thì cây tài lộc bằng tiền thật cũng được xem là một mặt hàng rất được ưa chuộng trong mỗi dịp xuân về. Bởi nhiều người tin rằng trước một tháp tài lộc trong nhà sẽ giúp cả năm làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn. Cây tài lộc là một sản phẩm cực kỳ hút khách để kinh doanh vào dịp Tết 2020. Và chắc chắn là Tết năm nay thì bạn vẫn có thể kinh doanh mặt hàng này mà không bao giờ lo bị ế hàng. Nếu chịu khó thì mỗi vụ Tết, bạn cũng có thể thu lãi được cả chục triệu đồng. Bạn cũng có thể lựa chọn ý tưởng kinh doanh với các mặt hàng hoa khô hoặc là tự làm hoa giả bằng giấy và pha lê. Nhiều gia đình quyết định mua hoa giả thay cho hoa thật vì để được lâu hơn, thậm chí là có thể chơi từ Tết này sang Tết khác mà không lo bị héo. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lựa chọn các mặt hàng trang trí khác như là dây may mắn,
đồ trang trí, cây đào, cây quất, dây kim tiến, đèn nháy, bóng bay, vân vân. Đồ trang trí trong nhà dịp Tết gồm nhiều loại khác nhau, thế nhưng điểm chung chính là phần lớn các vật dụng trang trí đều mang màu sắc chủ yếu là đỏ hoặc là vàng. Tết chính là những giây phút gác lại tất cả bề bộn ngoài kia để có thể vun đắp tình cảm với gia đình mà ta yêu thương. Người Việt ta từ xưa đã dùng quà biếu Tết như một lời hỏi thăm chân thành nhất. Và hiểu được điều đó, nhiều người đã mở rộng loại hình kinh doanh quà biếu Tết, thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ. Ý tưởng thứ tư, đó chính là quà Tết. Bạn có thể tham khảo một số xu hướng kinh doanh quà Tết dưới đây để có thể quyết định đúng đắn nhất. Giỏ quà Tết là xu hướng kinh doanh không còn mới lạ, thế nhưng vẫn là thứ phổ biến nhất. Ngay tại thời điểm đầu tháng chạp, tại các cửa hàng, siêu thị, shop kinh doanh online đã bày bán rất nhiều giỏ quà đa dạng về mẫu mã, chủng loại và thương hiệu. Với các giỏ quà đa dạng về sản phẩm, nguồn gốc và mức giá hợp lý, chắc chắn sẽ được người đón nhận trước. Trong mỗi giỏ quà thường có bánh kẹo, nước ngọt hoặc là rượu ngoại, tùy thuộc vào giá tiền và số lượng chất lượng khác nhau. Giá mà các sản phẩm dao động từ vài chục cho đến vài trăm ngàn thuộc đủ các thương hiệu cả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó thì những giỏ quà được đóng gói theo phong cách truyền thống thì các giỏ quà gồm các mặt hàng nông sản như trái cây, thực phẩm chức năng và các sản phẩm bổ dưỡng, quà quê hay là đặc sản vùng miền. Ngày càng được nhiều người tiêu dùng săn lùng để chuẩn bị cho ngày Tết. Người Việt thích quà quê vì cây nhà lá vườn do chính người nông thôn làm nên, an toàn, dân dã, vừa tươi ngon lại đảm bảo an toàn thực phẩm. Tết là thời điểm mà gia đình quây quần bên nhau trong không khí đầm ấm. Nhu cầu mua sắm thực phẩm tươi ngon, lạ miệng sẽ cao hơn rất nhiều so với những ngày bình thường. Trên đất nước Việt Nam, vùng nào cũng có những đặc sản riêng. Bạn hoàn toàn có thể bán một hoặc là kết hợp nhiều loại. Quan trọng là bạn có một nguồn hàng chất lượng và đủ vốn để đầu tư. Quà quê nổi tiếng thì có thể kể đến như là cá kho niêu đất làng Vũ Đại, Hà Nam, bưởi diễn, cam canh, gà Đông Tảo hay là chuối ngự. Ngoài ra thì một số thức ăn quê như giò mỡ, chả lụa, bánh chưng, bánh tét, gạo nếp nương, gạo tám thơm cũng được dùng để kinh doanh hay làm quà biếu Tết rất nhiều. Hoặc đến với ý tưởng số 5, đó là hoa tươi và cây cảnh Tết. Ở miền Bắc, mỗi khi Tết đến xuân về thì gia đình nào cũng không thể thiếu cây đào, cây quất ở trong nhà hay là hoa tươi để thắp hương hoặc là để trang hoàng nhà cửa. Đối với miền Nam, thay vì đào thì sẽ là hoa mai. Mặt hàng này luôn luôn đắt hàng và có giá cả khá cao vào những ngày sát Tết. Kinh doanh cây cảnh Tết như đào, quất, mai, cam cảnh, bưởi cảnh là ý tưởng kinh doanh hay giúp bạn có được lợi nhuận cao vào mùa Tết. Và điều bạn cần làm là tìm và nhập được nguồn hàng đẹp và có giá cả phải chăng. Buôn bán hoa tươi dịp Tết cũng là một mặt hàng bán chạy không thể bỏ qua và đem đến cho bạn lợi nhuận cao với số tiền vốn đầu tư không quá lớn. Và dịp Tết thì bạn có thể buôn bán các loại hoa như hoa hồng, hoa dơn, hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa phong lan, hoa hải đường, vân vân. Vậy thì các bạn có thể lấy hoa bán Tết ở đâu? Để kinh doanh hoa tươi, cây cảnh đem lại lợi nhuận tốt thì bạn cần phải có kế hoạch hợp lý, tìm được nguồn hoa rẻ, giá rẻ, cân nhắc, chi phí vận chuyển và cửa hàng. Bạn cần phải tìm hiểu thị trường xem người dân có xu hướng mua loại hoa nào nhiều vào dịp Tết. Ví dụ như là hoa ly, hoa phong lan có nơi bán được rất nhiều, thế nhưng cũng có nơi lại bán được rất ít. Đồng thời thì bạn cũng cần phải tìm hiểu rõ về cách bảo quản và chăm sóc trước sự thay đổi của thời tiết. Ngoài những loại hoa tươi thông dụng này thì các loại cây lộc cực kỳ hút khách trong dịp Tết. Với mong muốn sang năm mới phát lộc, phát thọ, nhiều người lựa chọn cho mình những loại cây mang hơi hướng tâm linh như cây lộc, cây sung, cây mía, kim tiền hay là hoa trạng nguyên, vân vân. Là một mùa Tết nữa lại đến gần và theo thống kê thì nhu cầu mua sắm trong ngày lễ Tết luôn tăng hơn so với ngày thường từ 4 đến 5 lần. Có nhiều mặt hàng được bán chạy hơn so với những mặt hàng thường ngày khác. Và đây cũng chính là cơ hội để cho các ông chủ tận dụng nhằm thử thách bản thân ở những ngành nghề mới cũng như là tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn nhất. Thế nhưng không phải ai cũng có được một ý tưởng kinh doanh khả thi để bắt tay vào việc kinh doanh. Vì vậy thông qua video về 10 ý tưởng kinh doanh vào dịp Tết Canh Tí năm 2020 thì mong rằng sẽ đem lại cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích, những ý tưởng hay ho để tận dụng khoảng thời gian này kiếm thêm thu nhập. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được 5 ý tưởng hay ho rồi. Và nếu quý vị và các bạn vẫn chưa tìm cho mình được một ý tưởng kinh doanh phù hợp thì cũng đừng buồn. Ngay sau đây, Bí Quyết Thành Công muốn chia sẻ với quý vị và các bạn thêm 5 ý tưởng kinh doanh tuyệt vời khác để có thể hái ra tiền trong ngày Tết sắp tới. Dịp Tết là thời điểm mà các gia đình tấp nập mua sắm các loại trang cây, trang trí, hoa quả trong mâm ngũ quả để trang trí bàn thờ, sử dụng để ăn hay là mời khách trong dịp Tết. Mâm ngũ quả truyền tải những thông điệp, đầu tiên là thờ cúng tổ tiên và sau đó là mong muốn năm mới an khang thịnh vượng hơn năm trước.
Theo quan niệm khác nhau của mỗi vùng miền, người ta chọn những loại quả khác nhau trong mầm ngũ quả. Đây là thứ thiết yếu cho mỗi gia đình ngày xuân và cũng là một mặt hàng bán Tết chạy nhất được mọi người quan tâm hàng đầu trong dịp này. Và ý tưởng kinh doanh thứ 6 đó chính là trái cây Tết. Với hoa quả thì bạn có thể lựa chọn những loại quả đẹp mắt, độc đáo thế nhưng cũng không thể thiếu đi sự thiết yếu vốn có như dưa hấu lộc, dưa hấu khắc chữ, chuối, cam, bưởi, hồ lô, bưởi xanh và nhiều loại quả khác. Và dưới đây sẽ là một ví dụ điển hình một số loại quả xuất hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết. Chuối tượng trưng cho con cháu sung vầy, bưởi mong muốn ăn khang thịnh vượng, quả sung tượng trưng cho sự sung túc trong sức khỏe và tiền bạc, quả thanh long giống mây hội tụ thể hiện sự phát tài phát lộc, quả đu đủ thể hiện sự thịnh vượng và đầy đủ, quả đào thể hiện sự thăng tiến, táo là phú quý giàu sang. Yêu cầu khi bạn mang theo ý tưởng này đó là các loại quả phải có mẫu mã đẹp, tươi ngon và bạn phải am hiểu để tư vấn cho người mua một cách tốt nhất để đáp ứng được những mong muốn mà họ muốn hướng tới. Tận dụng thời điểm này, bạn có thể liên hệ với các chủ vườn đặt mua trước theo sao cây để dành. Đến với ý tưởng số 7 trong kinh doanh, đó là kinh doanh rượu Tết. Rượu là một trong những thứ không thể thiếu trong ngày Tết, vừa dùng để thờ cúng ông bà, để biếu, để đón tiếp bạn bè hay người thân. Trong mỗi gia đình trước dịp Tết thì luôn luôn chuẩn bị các loại rượu như rượu vang để thờ cúng, rượu trắng có thể là rượu tẻ hay là rượu nếp, rượu ngô tùy thuộc vào khẩu vị và sở thích của mỗi gia đình. Kinh doanh rượu Tết là xu hướng kinh doanh Tết 2020. Với tâm lý hàng nhập ngoại và sang trọng hơn, rất nhiều người đã đặt mua hàng nhập ngoại để dùng cũng như là để làm quà biếu cho bạn bè và họ hàng. Đẩy mạnh việc buôn bán hàng sắc tay vào dịp cuối năm sẽ rất bội thu. Và rượu là một loại đồ uống, là một món quà biếu phổ biến mà nhiều người Việt sử dụng. Thị trường rượu hiện nay vô cùng phong phú, đa dạng và nhiều chủng loại như rượu ngoại, rượu trắng, rượu quê, rượu ngâm nhiều vị khác nhau. Ngoài những chai rượu ngoại được ưa chuộng trong những ngày Tết, thì những vò rượu quê, rượu cần cũng được thu hút nhiều khách mỗi độ xuân về. Rượu quê không chỉ nằm ở chất lượng rượu ngon, thực chất mà còn thể hiện sự dân dã sum vầy trong mỗi gia đình. Đây còn là một trong các mặt hàng Tết bán chạy đáng được quan tâm trong những ngày Tết mà những bạn muốn kinh doanh Tết có thể xem xét. Tiếp theo với ý tưởng kinh doanh thứ 8 đó chính là thực phẩm Tết. Kinh doanh thực phẩm vào dịp gần Tết lại càng bùng cháy khi người người xen lùng, nhà nhà đặt mua với số lượng nhiều để dự trữ cho những ngày ăn chơi cuối năm. Thực phẩm luôn phải xếp vào một trong các mặt hàng Tết bán chạy nhất. Bánh chưng bánh dày. Từ xa xưa thì tục lệ bánh chưng bánh dày ngày Tết đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của bao thế hệ người Việt chúng ta. Thế nhưng cho cuộc sống hiện tại hối hả, tấp nập thì nhiều người không có đủ thời gian cũng như là không gian để có thể hoàn tất tập tục ấy. Và để giải quyết vấn đề này, nhiều người đã tận dụng thời gian này để kinh doanh Tết mặt hàng tiềm năng như bánh chưng. Bởi nhu cầu hàng năm dự báo sẽ ngày càng tăng cao, có thể gấp đôi hoặc là gấp rưỡi so với năm trước. Thực phẩm quê. Những người sống ở vùng thành phố đang dần hướng đến những thực phẩm sạch, mang tính thôn quê, vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lại vừa có hương vị đậm đà hơn. Cứ mỗi dịp Tết đến, họ lại đổ xô về vùng nông quê, nhờ người quen hay thậm chí là tìm đến các cơ sở bán đồ nhà sạch để tìm mua gà, vịt và rau xanh. Thế nhưng không phải ai cũng có thời gian để làm công việc đó. Do phong tục tập quán hay là do sở thích ăn uống của mỗi nhà mà thịt gà luôn luôn xuất hiện trong các mâm cỗ của người Việt Nam, đặc biệt là dịp Tết. Bạn nào có ý tưởng kinh doanh thì chắc chắn luôn đặt câu hỏi là kinh doanh gì trong dịp Tết hay là Tết 2020 kinh doanh gì và mặt hàng đó kinh doanh ở đâu và thành phố hay nông thôn thì hiệu quả. Bí quyết thành công tin chắc rằng kinh doanh gà ta và gà nuôi dân dã thì bạn có thể kinh doanh ở cả thành phố và nông thôn vì nó mang lại lợi nhuận rất cao. Gà dùng để cúng, dùng để ăn với nhu cầu rất nhiều, thế nhưng theo nhu cầu đó thì các gia đình yêu cầu cao hơn về chất lượng gà. Và gà được nuôi dân dã và gà ta được rất nhiều khách hàng yêu thích và săn lùng. Vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không nắm bắt ngay cơ hội này để kinh doanh vào dịp Tết thu lời. Vừa có thể tạo ra thu nhập, vừa hỗ trợ cho những người nông dân tiêu thụ sản phẩm, lại giúp nhiều người dân thành phố tìm được một nguồn thực phẩm an toàn và chất lượng. Mứt tự làm. Mứt là một sản phẩm không thể thiếu trong những ngày Tết ở mọi gia đình. Cũng chính bởi vậy mà nhu cầu sử dụng mứt ngày càng tăng cao. Nhiều bạn trẻ đã nắm bắt được xu thế này và hàng năm đã tự làm mứt để bán. Bạn có thể không chỉ làm mứt để phục vụ nhu cầu Tết cho gia đình của mình, mà còn có thể tiến tới kinh doanh mặt hàng này cho những ai không biết làm hoặc là không có thời gian để làm. Bên cạnh mứt dừa với đa dạng màu sắc, mùi vị, thì rất nhiều loại mứt ngon khác như là mứt cà rốt,
mứt cà chua, mứt gừng mà bạn cũng có thể lựa chọn. Do đó nếu khéo tay một chút thì ngay bây giờ hãy bắt đầu nhận ngay những đơn hàng mứt đầu tiên cho dịp Tết Canh Tí năm nay nhé. Thực phẩm sạch handmade. Đây là một mặt hàng Tết bán chạy nhất trong năm 2020 dành cho bạn. Lối sống bận bộn và hối hả hàng ngày nay đã khiến nhiều người lựa chọn những mặt hàng được làm sẵn. Bên cạnh đó thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi các mặt hàng đóng gói không rõ nguồn gốc và xuất xứ hay là sử dụng quá nhiều chất phụ gia, chất bảo quản hoặc là sử dụng bao bì nguyên liệu không đúng như đã ghi trên bao bì. Nhãn mác đang được cả cộng đồng quan tâm. Các mặt hàng homemade hay được gọi là thực phẩm nhà làm đang trở thành xu hướng tiêu dùng trong những năm trở lại đây. Đồ tự làm, thực phẩm sạch được ưu tiên hàng đầu. Và nếu bạn còn đang băn khoăn, không biết kinh doanh gì để kiếm tiền dịp Tết, thì có thể chọn lựa những thực phẩm sạch homemade để kinh doanh kiếm lời. Và đã có rất nhiều người biết nắm bắt mặt hàng này để kinh doanh vào dịp Tết. Các bạn hãy nhanh tay lên để bắt đầu bán hàng vào dịp Tết này nhé! Tết buôn gì lại nhất? Trong những ngày Tết, không chỉ có nhu cầu về mặt hàng hoa quả, thực phẩm hay là vật dụng trang trí tăng cao, mà còn có những sản phẩm thiết yếu như quần áo hay phụ kiện cũng có độ hot không kém. Gần Tết thì nên kinh doanh quần áo và phụ kiện thời trang Tết. Kinh doanh quần áo là ý tưởng kinh doanh dịp Tết và hot. Nhu cầu mua sắm quần áo mới để diện Tết hầu như là năm nào cũng cần. Từ già trẻ, lớn bé, thành thị đến nông thôn, ai cũng muốn khoác lên mình những bộ đồ lộng lẫy nhất, đẹp nhất để đi chơi xuân. Vì vậy, bạn có thể tìm các mối hàng đẹp, độc, lạ, kiểu dáng mới bắt mắt và hợp thời trang để kinh doanh. Và chắc chắn đây sẽ là mặt hàng Tết bán chạy nhất cho những bạn đam mê kinh doanh. Ngày Tết Nguyên đán cận kề cũng là dịp mà các gia đình chuẩn bị mua sắm đồ đạc. Đặc biệt là các mặt hàng đồ gia dụng phục vụ nhu cầu sử dụng trong gia đình được mua nhiều do nhu cầu và có nhiều đợt khuyến mãi giảm giá vào cuối năm. Cuối cùng, đó chính là ý tưởng kinh doanh đồ gia dụng vào dịp Tết. Bên cạnh những thiết bị gia dụng được mua nhiều vào dịp cuối năm như bếp ga, tủ lạnh, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, máy giặt v.v. thì các vận dụng thiết kế tinh tế, thông minh dùng trong bữa ăn, mọi người quây quần sum họp cũng được tìm mua nhiều các năm trở lại đây, như là nồi lẩu điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, nồi chiên không dầu, v.v. Đồ gia dụng thông minh đang trở thành lựa chọn hàng đầu đối với phần lớn người tiêu dùng. Các bà nội trợ dùng để nấu nướng những món ngon ngày Tết. Bạn có thể nhập các mặt hàng gia dụng về bán lại cửa hàng hoặc là bán theo hình thức tiếp thị liên kết sẽ rất hiệu quả. Trên đây là một số gợi ý kinh doanh giúp bạn trả lời câu hỏi Tết nên làm gì đây? Nên bán gì đây? Nên buôn gì ngày Tết? Kinh doanh Tết 2020 dự báo sẽ có nhiều cạnh tranh vì đây là một dịp làm ăn lớn ở trong năm và hầu như ai cũng đợi đến dịp này để buôn bán và kiếm lời. Việc lựa chọn các mặt hàng bán Tết cần phải phù hợp với khả năng kinh tế và nguồn hàng của bạn. Hơn nữa thì đây cũng là những mặt hàng thời vụ, thế nên nếu không tính toán chuẩn xác, bạn cũng sẽ dễ bị tồn đọng hàng thừa và không có lãi. Thế đến đây thì các bạn đang nghĩ gì? Bạn đã lựa chọn được một ý tưởng kinh doanh vào dịp Tết phù hợp với bản thân hay chưa? Và trong việc kinh doanh thì thời điểm là một trong những yếu tố vô cùng then chốt, quyết định thắng hay thua. Hiện tại thì cơ hội đã đến rồi. Nếu bạn muốn kiếm tiền rủng rỉnh vào Tết Canh Tí này thì hãy nên bắt đầu ngay từ bây giờ nhé. Xin chúc các bạn sẽ sớm thành công.